sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Chào mừng các bạn đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 9, kết nối tri thức với cuộc sống. Ở bài hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trong một củng cố mở rộng của bài học số 3 với chủ đề Hồn nước nằm trong tiếng mẹ cha. Chúng ta sẽ có tất cả ba câu hỏi cần giải quyết trong phần củng cố mở rộng này. Trước tiên, hãy cùng cô đi vào phần giải quyết câu hỏi số 1. So sánh và nêu nhận xét về cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Du trong đoạn trích Kim Kiều gặp gỡ, từ câu bóng hồng nhắc thấy nẻo xa, đến câu bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha, với đoạn trích sau. Hai nàng tránh không được, phải cùng bước ra chào. Kim Trọng chắp tay cúi lễ, rồi lui ra thì thấy Thúy Kiều mày nhỏ mà dài, mắt trong mà sáng, mạo như trang thu, sắc tựa hoa đào. Còn Thúy Vân thì tinh thần lĩnh trĩnh, dung mạo đoan trang, có một phong thái riêng, khó mô tả. Bị sắc đẹp quyến rũ, kim trọng bất giác thần hồn phiêu bạc, nghĩ thầm. Nọc tương tư từ này tai hại lắm đây, lại âm thầm phát hệ. Mình mà không được hai nàng làm vợ thì suốt đời sẽ chẳng lấy ai. Nhưng vì ngại có vương quan, không tiện đứng lâu, thành cùng nhau từ biệt, Đồng thời, vương viên ngoại cũng sai người đem kiệu đến đón, hai nàng lên kiệu về nhà. Đoạn trích cô vừa đọc thì trích trong Kim Vân Kiều Chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Chúng ta hãy chú ý để có thể so sánh và nhận xét được cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Du vào đoạn trích Kim Vân Kiều Chuyện thì chúng ta sẽ cần phải chú ý là chúng ta đọc kỹ và thử phát hiện xem giữa hai hình thức, một là thơ một là chuyện thì cách miêu tả nhân vật có gì khác nhau. Cô mời chúng ta cùng tham khảo phần so sánh như sau. Điểm giống nhau ở đây đó là đều miêu tả của gặp gỡ giữa Kim Trọng và hai chị em Thúy Kiều. Miêu tả được ngoại hình của hai chị em này vô cùng xinh đẹp. Nhưng điểm khác nhau chúng ta có thể thấy rõ. Đối với đoạn trích thơ, chỉ miêu tả chung chung vẻ đẹp bên ngoài của hai chị em bằng biện pháp ước lệ tượng trưng qua các câu thơ. Bóng hồng nhắc thấy nẻo xa, xuân lan thu cúc mặn mà cả hai, và chúng ta còn thấy được cách miêu tả vẻ đẹp của họ thông qua từ quốc sắc. Với đoạn trích thơ thì tập trung miêu tả tâm tư, tình cảm của Kim Trọng và chị em Thúy Kiều bằng nhiều tính từ mỹ lệ gợi cảm. Còn ở đoạn trích chuyện mà chúng ta vừa nghe cô đọc thì có thể thấy là đã miêu tả chi tiết vẻ đẹp của mỗi người. Thúy Kiều thì mày nhỏ, dài. Thúy Vân thì dung mạng đoan trang, vẻ đẹp khó tả. Đoạn trích còn tập trung kể hành động của Kim Trọng, tâm trạng của Kim Trọng chỉ được thể hiện qua lời độc thoại nội tâm. Từ đây chúng ta có thể rút ra nhận xét về cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Du như sau. Nguyễn Du thì chủ yếu miêu tả những cảm xúc, tâm trạng của các nhân vật bằng rất nhiều tính từ. Ông ưa chuộng sử dụng thủ pháp ước lệ tượng trưng, lấy hình ảnh thiên nhiên để nói về con người và chúng ta cũng vẫn có thể hình dung được vẻ đẹp của nhân vật rất tuyệt vời thông qua những bút pháp ước lệ đó. Tiếp theo là câu hỏi số 2 trang 84 kẻ bàng vào vở theo mẫu dưới đây và điền thông tin phù hợp về các văn bản đọc trong bài. Chúng ta có các văn bản đọc đã học và các em sẽ điền thông tin như là tên văn bản, tác giả, thể loại, nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật. Chúng ta hãy cùng quan sát phần hướng dẫn cụ thể như sau. Văn bản số 1, Kim Kiều gặp gỡ, tác giả là Nguyễn Du, thể loại, chuyện thơ nôm, nội dung chủ đề, nói về cuộc gặp gỡ giữa Kim Trọng và chị em Thúy Kiều và nỗi tương tư, lo âu trong tình yêu của Thúy Kiều. Đặc sắc nghệ thuật có thể kể đến đó là kết hợp ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ độc thoại và ngôn ngữ đối thoại. Tiếp theo là sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng và cảnh ngụ tình. Hai là văn bản Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt nga, tác giả là Nguyễn Đình Triều Thể loại ở đây là chuyện thơ nôm. Nội dung chủ đề nói về cuộc dẹp loạn cướp, cứu kiều nguyệt Nga của Lục Vân Tiên và quan niệm về người anh hùng của chàng. Đặc sắc nghệ thuật đó chính là đã sử dụng thể thơ lục bát truyền thống, nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc, mỗi nhân vật mang dấu ấn, cán và có nhân cách riêng. Chủ yếu văn bản sử dụng ngôn ngữ bình dân, gần gũi, mộc mạc, đậm chất nam bộ, kết hợp với cả ngôn ngữ bác học. Thứ ba là văn bản đọc tự tình, tác giả Hồ Xuân Hương. Thể loại ở đây là thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Nội dung chủ đề nói về nỗi niềm của người phụ nữ khi tình duyên lỡ làng, dở dang và gửi gắm khát vọng hạnh phúc của họ. Đặc sắc nghệ thuật chúng ta có thể kể đến chính là ngôn ngữ thơ thì mang đậm dấu ấn cá nhân, kết hợp tình nói chữ tình sâu lắng với tiếng cười chua xót. Văn bản thơ còn sử dụng nhiều chất liệu thơ ca dân gian. Và ở câu hỏi số 3 chúng sẽ cùng chú ý yêu cầu cụ thể như sau. Tự lựa chọn một đoạn thơ tối thiểu 12 câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du hoặc truyện Lục Văn Tiên của Nguyễn Đình Chiểu và thực hiện yêu cầu sau. A. xác định bố cục của đoạn trích và nêu ý chính của từng phần. B. Phân tích hình tượng thiên nhiên hoặc con người trong đoạn trích. C. Chỉ ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích. Như các em đã thấy và các em đã tìm hiểu thì cả hai văn bản trong tác phẩm Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên đều là những văn bản rất đặc sắc, có những cảnh rất tiêu biểu. Chúng ta có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ một đoạn nào gồm 12 câu để có thể trả lời những câu hỏi này. Với cô thì cô sẽ gợi ý chúng ta tham khảo phần lựa chọn như sau. Đoạn thơ từ chỗ Vân Tiên ghé lại bên đàng cho đến tấm lòng cùng ngươi trong Truyện Lục Vân Tiên sẽ là đoạn thơ được lựa chọn. A là xác định bố cục thì trong đoạn thơ này sẽ giới hạn bởi hai phần. Phần 1 từ chỗ Vân Tiên ghé lại cho đến thác rầy thân vong. Nội dung phần này đó là cuộc chiến giữa Lục Vân Tiên và bọn cướp. Phần 2 thì là phần còn lại, thể hiện lời báo ân của Kiều Nguyệt Nga. B là chúng ta cùng đi phân tích hình tượng con người trong đoạn trích. Lục Vân Tiên hiện lên là người anh hùng có sức khỏe cường tráng chàng còn mang trong mình sự dũng cảm, gan dạ, khi chỉ với một cành cây mà nhắm vào bọn cướp, đánh bốn phía vỡ tan, khiến cho tướng giặc một gậy thắc rầy thân vong. Lục Vân Tiên biết quan tâm mọi người, thương người, nhưng không nương tay cho cái xấu làm càn. Kiều Nguyệt Nga thì là cô tiểu thư đài các, một con chi, con của một chi phủ. Nàng rất hiếu thảo đối với cha mẹ của mình, bỏ mặc đường xá xa xôi mà làm theo nhiệm vụ của cha làm con đâu dám cãi cha, ví giàu ngàn dặm, đường xa cũng đành. Kiều Nguyệt Nga biết ơn người đã giúp đỡ mình, ngẫm câu báo đức thủ công, luôn đau đáu phải biết trả ơn cho Lục Vân Tiên. Dù có phải trả bằng tài sản hay là công sức của bản thân, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Nàng được giáo dục trong gia đình gia giáo, biết phép tắc, lịch sự, nói chuyện ý tứ. Chút tôi liệu yếu đào tơ, xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa. Và chúng ta thấy là còn hình tượng nhân vật nữa đó là tên cướp Phong Lai thì là một người thuộc nhân vật đó là kẻ xấu, độc ác, có tính kiêu căng, ngạo mạn thuộc tùy nhân vật phản diện. Nhưng rồi hẳn vẫn chết dưới tay Lục Vân Tiên. C là nét đặc sắc trong nghệ thuật và nội dung. Đặc sắc trong nội dung chúng ta có thể thấy đó là đã miêu tả chi tiết những phẩm chất tốt đẹp của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Đồng thời còn lên án mạnh mẽ những kẻ xấu xa, ỉ mạnh hiếp yếu. Về nghệ thuật thì chúng ta có thể kể ra một số đặc sắc như sau. Lời đối thoại phù hợp với từng kiểu nhân vật. Sử dụng hàng loạt động từ mạnh kết hợp với từ ngữ được sử dụng trong binh đao để diễn tả được sự anh dũng của Lục Vân Tiên. Câu thơ được viết rất nhịp nhàng, thanh điệu thì hài hòa, trên đây là phần định hướng cho ba câu hỏi trong một củng cố mở rộng của bài học số 3 Chúc em học tốt. Hẹn gặp lại các em cho những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về rách Sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.